Thưa quý vị, tại đồng bằng sông Cửu Long, ngành y tế và giáo dục đang đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Không chỉ triển khai nhanh mà các điểm tiêm còn diễn ra khá an toàn, nhận được sự ủng hộ tích cực từ các phụ huynh. Mặc dù là trời mưa nhưng từ khá sớm tại Sóc Trăng, các bậc phụ huynh đã đưa cho con em mình đến trường với mong muốn là sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể tại Sóc Trăng đang tận dụng các điểm trường để tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ lớp 7, 8, 9. Đợt này tỉnh được Bộ Y tế phân bổ gần 46.800 liều vaccine. Do đây là lần đầu tiên tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi, nên việc đảm bảo an toàn được ngành y tế đặc biệt quan tâm. Phải có cái danh sách điều tra trẻ trước, thông tin cho phụ huynh số lượng tương đối hợp lý để đảm bảo theo dõi sát trẻ em trong cái suốt quá trình tiêm. Còn đối với trẻ ở độ tuổi này mà không đến lớp sẽ được tiêm ở các trạm y tế xã phường thị trấn. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, các tỉnh như Kiên Giang, Trà Vinh còn chủ động ứng trước nguồn vaccine dự phòng trả mũi 2 để ưu tiên tiêm sớm cho các em. Dự kiến trong tuần này, đồng bằng sông Cửu Long sẽ cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Tín hiệu đáng mừng là những cái buổi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các em học sinh tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra khá là an toàn, từ đó tạo được miễn dịch cộng đồng, giúp cho hoạt động dạy và học sớm trở lại trạng thái bình thường mới.